Xin chào các bạn. Ngày hôm nay, tổ chức ESO, Tổ chức Chữa lành Cộng đồng Việt Nam sẽ bắt đầu chuỗi audio thôi miên trải nghiệm hồi quy để hướng tới cộng đồng. Tôi là Hoàng Minh, người sáng lập tổ chức ESO sẽ là người dẫn thôi miên cho các bạn. Bằng tất cả những kinh nghiệm cũng như toàn bộ tình yêu dành cho các bạn, tôi mong các bạn có trải nghiệm đáng nhớ mỗi khi tham gia bài thiền thôi miên này. Bài dẫn thôi miên này không phải là một buổi thôi miên chất lành hoàn chỉnh, nhưng tôi đảm bảo các bạn sẽ có trải nghiệm y chang như tham gia một buổi thôi miên. Bài audio này dành cho các bạn chưa có điều kiện tham gia một buổi thôi miên hồi quy hoàn chỉnh. Tuy không đầy đủ nhưng chắc chắn sẽ có nhiều lợi lạc khi bạn nghe lại và thực hành nhiều lần. Với mỗi lần nghe lại, bạn sẽ vào sâu hơn nữa. Bởi ý thức của bạn đã bắt đầu làm quen với những điều kỳ lạ này, và tiềm thức của bạn bắt đầu hiển lộ rõ ràng hơn, đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm hơn và nhiều sự chữa lành hơn. Bài audio này có mang năng lượng chữa lành của tôi, một giáo viên giảng dạy về năng lượng. Vì vậy bạn đừng có nghi hoặc mà hãy mở tâm để đón nhận những dòng năng lượng của tôi đến với con đường từ chữa lành của bạn. Ngày hôm nay, tôi sẽ cùng bạn đi đến những trải nghiệm mà bạn chưa bao giờ có. Và ngay lúc này đây, bạn hãy tin chắc chắn rằng sau khi nghe trọn vẹn bài audio này, bạn sẽ tự chữa lành được bản thân, chữa lành được những mối quan hệ hay đón nhận được sự chữa lành trong vô thức từ những người thầy tâm linh của bạn. Và bạn luôn biết rằng bạn luôn luôn an toàn và được bảo vệ bởi tôi, bởi những người thầy tâm linh của bạn và của tôi trong suốt cuộc hành trình này. Trong thời gian trải nghiệm, hãy để hết sự hoài nghi của bạn ở bên ngoài và hãy cho phép bản thân mình đi sâu hơn vào thế giới nội tâm, như bạn đang xem bộ phim ở ngoài rạp chiếu bóng. Hãy để lại tất cả những phán xét cho tới khi hết bộ phim. Bạn hãy cho phép bản thân mình thả lỏng hơn và thư giãn hơn sau từng lời tôi nói. Rất tốt. Lúc này đây, hãy tiếp tục lắng nghe lời dẫn của tôi. Hãy thoải mái giảm ánh sáng cho căn phòng của bạn một chút. Bạn có thể lựa tư thế nằm hoặc ngồi của mình sao cho thoải mái nhất. Tốt nhất là hãy lựa chọn nằm và giữ ấm cơ thể để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc hành trình này. Hít thật sâu và thở ra thật chậm bằng mồm. Tiếp tục hít thật sâu và thở ra thật chậm bằng mồm. Sau mỗi hơi thở ra, bạn hãy tự nhủ hai chữ thư giãn đối với bản thân mình. Hít thật sâu và thở ra thật chậm và kèm cùng hai chữ thư giãn. Hít vào và thở ra, bạn càng thư giãn hơn và thoải mái hơn sau từng nhịp thở. Lúc này đây, hãy cho phép cơ thể của bạn đưa hơi thở của mình về cơ chế tự nhiên của nó. Thả lỏng cơ thể, tập trung vào lời tôi dẫn. Mỗi khi tôi nói tới đâu, hãy tập trung ý thức của bạn vào phần cơ thể đó và cho phép bản thân mình được thư giãn và thả lỏng hơn nữa. Thả lỏng trán, thả lỏng mi mắt, thả lỏng gò má, thả lỏng xương hàm, thả lỏng toàn bộ cơ mặt của bạn, thả lỏng cổ, thả lỏng vai, thả lỏng hai cánh tay, khuỷu tay,
bàn tay và các ngón tay của bạn. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế nằm hoặc ngồi của bạn sao cho thoải mái nhất. Đúng rồi, bạn đang cảm thấy thật thoải mái và thư giãn. Nếu có bất kỳ sự không thoải mái nào, hãy cho nó ra bên ngoài theo từng nhịp thở của bạn. Đúng vậy, rất tốt. Tiếp tục thả lỏng hông, thả lỏng đùi, thả lỏng đầu gối, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân. Cơ thể của bạn lúc này đây đã hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Cơ thể của bạn, vế thức của bạn đã sẵn sàng chìm sâu vào trong trạng thái thôi miên. Bạn hãy cho phép ý thức và tiềm thức của bạn tuân theo lời của tôi nói. Những tiếng ồn xung quanh không hề ảnh hưởng tới bạn, mà chỉ có lời của tôi đi cùng bạn. Những tiếng ồn khác xung quanh bạn chỉ khiến cho bạn chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên, chìm sâu hơn và tiếp cận với tiềm thức. Khi bạn càng cảm thấy thư giãn thì bạn lại càng chìm sâu hơn. Toàn bộ bài thôi miên này rất an toàn, kể cả trước, trong và sau khi bạn thoát khỏi trạng thái thôi miên, bởi tôi luôn cài đặt những quy tắc bảo vệ xuyên suốt và các vị thầy tâm linh của bạn và của tôi luôn đi theo bảo vệ bạn ở bất kỳ đâu. Vậy nên hãy tin tưởng và bám sát lời tôi dẫn. Tôi sẽ cùng bạn đi suốt của hành trình này. Nếu bạn có cảm giác và cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu nào trong toàn bộ buổi thôi miên ngày hôm nay, chỉ đơn giản là hãy mở mắt và về với sự tỉnh thức của hiện tại. Không hề có khó khăn nào khi làm việc đó. Còn nếu bạn đang cảm thấy thật thoải mái và thư giãn, hãy để cảm giác đó tiếp tục bao trùm lấy bạn. Đúng vậy, đó chính là cảm giác này. Thật bình an và thư giãn. Và cơ thể của bạn thật thoải mái. Bạn đang chìm sâu hơn và chìm sâu hơn nữa. Lúc này đây, hãy hình dung rằng bạn đang được một luồng ánh sáng vàng từ trên cao đổ xuống bao trùm lấy bạn. Và bạn cảm nhận được sự bình an, sự an lạc, sự thoải mái khi dòng năng lượng này đang bao bọc bạn. Từng chút một trên da thịt của bạn đang cảm nhận được dòng năng lượng tinh khiết này. Hãy dừng lại một chút để cảm nhận. Đây chính là ánh sáng của nguồn, là ánh sáng phát ra từ năng lượng của những vị thầy tâm linh sẽ bảo vệ bạn trong suốt cuộc hành trình. Luồng ánh sáng này bao bọc bạn như một quả trứng bằng vàng và bạn đang nằm ở giữa. Bạn cảm thấy thật thư giãn và thật thoải mái khi bạn đang ở trong trạng thái này.
Bây giờ hãy hình dung rằng bạn đang bước xuống một cầu thang bằng đá cẩm thạch thật đẹp. Cầu thang này thẳng tắp hay quanh co? Đá của cầu thang có màu gì? Hai bên cầu thang có gắn nến hay là những bó đuốc đang lập lòe? Bầu trời ngoài ô cửa ở cầu thang đang có những gì? Hãy quan sát và bước dần xuống cầu thang. Bước dần xuống cầu thang. Với mỗi bước chân đi xuống, bạn càng chìm sâu và chìm sâu. Bạn cho phép bản thân và ý thức của mình chìm sâu hơn nữa, chạm vào tiềm thức. Rất tốt, hãy tiếp tục đi sâu hơn nữa. Hãy tiếp tục bước xuống. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 10 về 1, và bạn hãy tiếp tục bước dần xuống cầu thang cẩm thạch này. Khi tôi đếm tới 1, bạn sẽ chạm tới cuối cùng của cầu thang. 10, 9, hãy tiếp tục bước xuống sâu hơn nữa. 8, bạn bước xuống sâu hơn và sâu hơn nữa. Càng bước xuống sâu, bạn càng cảm thấy thoải mái và thả lỏng cơ thể mình. 7, chìm sâu hơn nữa. 6, thoải mái hơn, thư giãn hơn. 5, bạn bước xuống sâu hơn nữa và sâu hơn nữa. Càng xuống sâu, bạn càng cảm thấy thật dễ chịu và cảm thấy thật thư giãn. 4, bạn cảm thấy thật thoải mái và bình an. Bạn đã sẵn sàng đón nhận điều tuyệt vời dưới chân cầu thang. Hãy tiếp tục bước xuống và bước xuống. 3, và khi bạn chìm sâu hơn nữa, bạn tiếp tục chìm sâu vào trong trạng thái hân hoan của niềm an lạc. Hãy lắng nghe lời của tôi dẫn và thả lỏng hơn nữa, thư giãn hơn nữa. 2, bạn hoàn toàn cảm nhận được một sự thôi thúc bản thân bước về phía trước, và bạn tiếp tục bước xuống sâu xuống cầu thang. Bạn biết rằng ở dưới kia là một nơi đang đợi bạn, là một nơi mà bạn thuộc về, là một nơi mà tiềm thức của bạn đang thôi thúc và kéo bạn đến. 1, bạn đã bước hết bậc cầu thang, hãy nhìn lên trước mặt bạn. Không khí bắt đầu vặn xoắn và trở thành một cánh cổng không gian kết nối nơi bạn đang đứng tới địa điểm và thời gian bạn muốn tới. Cánh cổng này có thể mang bất kỳ hình dạng nào, nhưng khi bạn nhìn vào sâu vào nó, bạn chỉ nhìn thấy một sự vặn xoắn của không gian và thời gian. Khi bạn nhìn vào, bạn nhìn thấy một không gian thăm thẳm, sáng lóe lấp lánh những vì sao. Và khi bạn càng nhìn, bạn
càng cảm thấy thôi thúc nhảy vào đó. Quay trở về đúng nơi và đúng thời điểm bạn cần tới. Càng nhìn, bạn càng cảm thấy chìm sâu hơn gấp đôi, thoải mái hơn, thư giãn hơn gấp đôi, gấp 5, gấp 10 lần. Chìm sâu hơn nữa, bạn mất hết đi cảm giác về thân thể, chỉ còn một ý thức đang hiện diện. Đúng vậy, bạn chỉ còn là một ý thức đang cố gắng tiếp cận với nơi sâu thẳm nhất bên trong mình. Tiềm thức của bạn đang đợi bạn ở đó và đợi để trả lời cho những câu hỏi của bạn. Hãy để cho tâm trí của bạn hòa nhập sâu hơn vào nơi mà tâm hồn bạn đang ngập tràn trong một cảm giác bình yên. Lúc này, tâm trí của bạn ngập tràn trong cảm giác thông suốt và tràn đầy sự thoải mái. Bạn đã sẵn sàng để đón nhận những điều sắp tới. Bây giờ, khi tôi đếm từ 3 về 1, tôi sẽ búng tay một cái. Sau khi tôi búng tay, bạn sẽ cảm thấy mình chìm sâu hơn nữa và nhảy vào trong cánh cổng không gian trước mặt bạn. 3, 2, 1. Bạn đã và đang trôi bồng bềnh ở bên trong cánh cửa không gian đó. Hãy cảm nhận bạn đang trôi bồng bềnh, bồng bềnh. Khung cảnh xung quanh bạn là một vũ trụ rộng lớn với những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh. Thật đẹp và thật tuyệt vời. Bạn như đang ở trong một đường hầm giữa thiên hà mà bạn chưa bao giờ tới. Bạn nhìn thấy ở hai bên đường hầm rất nhiều kiếp sống mà bạn đã từng trải qua và cả những kiếp sống mà bạn chưa từng đi tới. Vì vậy, bạn biết rằng ngày hôm nay bạn sẽ được người thầy tâm linh của bạn đưa đúng tới kiếp sống mà bạn cần để giải thích cho những lý do, trả lời cho những câu hỏi mà bạn đang theo. Lúc này đây, và trong lúc đang bồng bềnh, hãy cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, và bạn cảm thấy thật thư giãn. Bạn cho phép bản thân mình hoàn toàn thả lỏng ở đây, bởi bạn biết nơi đây rất an toàn. Bạn hãy tiếp tục bồng bềnh trôi, trôi giữa những kiếp sống này. Và trong lúc bồng bềnh, hãy tiếp tục tập trung vào lời của tôi nói. Bạn cảm thấy thật an toàn và thật thư giãn, thật thoải mái khi đang trôi bồng bềnh lúc này. Một cảm giác như bạn đang ở giữa đại dương, nhưng thay vì xung quanh bạn là nước thì xung quanh bạn là những vì sao trong dải thiên hà này. Lúc này đây, bạn đang trôi tới kiếp sống mà bạn cần tới nhất, tới thời điểm chính xác
và địa điểm phù hợp. Bạn đang đi đến địa điểm phù hợp nhất, và bạn đang đi đến nơi cần thiết nhất. Hãy nhớ, với mỗi lần bạn nghe bài thôi miên này, bạn có thể đi đến rất nhiều nơi, nhưng ngay lúc này, nơi đó sẽ là nơi mà bạn cần nhất để trả lời cho những câu hỏi mà bạn mang theo. Bạn trôi bồng bềnh thông qua các chiều kích đã biết và chưa biết, qua chính kết cấu của ánh sáng. Bạn di chuyển, du hành và trôi nổi ngược trở lại thời gian và không gian, trôi tới nơi cần thiết nhất để trả lời cho câu hỏi của bạn. Bạn vượt qua rào cản của tâm trí, vượt qua rào cản của nơi mà nghĩ rằng bạn không thể tiến xa hơn. Bạn sẽ vượt qua những rào cản của những nơi bạn chưa từng đến và chưa từng tưởng tượng bạn sẽ đi. Bạn chắc chắn sẽ tới đó vì bạn có thể. Và bởi vì tôi, Hoàng Minh, sẽ đồng hành cùng bạn, bạn biết rằng mình sẽ đi tới đó. Lúc này đây, bạn đã nhìn thấy một kiếp sống đang ở trước mặt bạn, và bạn biết chính xác đây là kiếp sống mà bạn cần trải nghiệm. Bạn đang trôi dần tới đó, mỗi lúc một nhanh hơn. Và tôi làm một lần nữa sẽ đếm từ 3 về 1. Sau đó tôi sẽ búng tay một cái. Sau tiếng búng tay, bạn sẽ hoàn toàn hòa vào trong kiếp sống một cách đơn giản và không hề khó khăn. 3, 2, 1. Bạn đã ở nơi cần đến và đúng thời điểm cần xuất hiện. Hãy cảm nhận khung cảnh xung quanh bạn. Nhìn xem bạn đang đứng ở đâu. Bạn đang nằm hay đang đứng? Hãy nhìn xuống chân của bạn. Bạn có cơ thể hay không có cơ thể? Nếu có cơ thể, hãy chú ý xem bạn có đang mang giày hay không. Bạn là nam hay nữ? Là một người đã trưởng thành hay là một người đã già? Là trẻ con hay người lớn? Cơ thể của bạn trông như thế nào? Khỏe mạnh hay yếu ớt? Hãy nhớ, bạn chỉ đơn giản là đang quan sát mà thôi. Bạn hoàn toàn có thể tách mình ra khỏi khung cảnh này và quan sát ở một góc nhìn trên cao. Hoặc bạn có thể giữ góc nhìn thứ nhất, như chính bạn đang ở trong kiếp sống này. Hãy xem mình mặc những đồ gì. Bạn có đeo bất kỳ trang sức nào không? Nhẫn, vòng đá, dây chuyền. Những đồ vật trên người bạn đang làm bằng gì? Chúng có ý nghĩa gì đối với bạn không? Có bất kỳ đồ trang sức nào có mang một ý nghĩa tâm linh nào không? Bạn có nhận ra những đồ trang sức này giúp bạn làm điều gì không? Hãy chú ý vào bất kỳ chi tiết nào
Ví dụ như đôi bàn tay của bạn, nó to hay nhỏ, hình dạng như thế nào, màu sắc của nó, quần áo của bạn đang mặc phong cách, chất liệu, màu sắc như thế nào. Và bạn hãy chú ý đến cả những chi tiết khác như địa lý. Bạn có nhận ra những ngọn núi đó đang ở đâu không? Nơi đây là sa mạc, khu rừng, đại dương hay ở gần sông suối? Bạn đang ở đâu? Ở ngoài trái đất hay ở một nơi nào đó cổ xưa? Các tòa nhà, kiến trúc, hang động có gợi cho bạn bất kỳ điều gì? Dù có ở đâu thì bạn cũng biết hết các câu trả lời, bởi đây là những điều mà bạn đã trải qua và bạn đơn thuần là đang nhớ lại. Đúng vậy, hãy thả lỏng và nhìn, nắm bắt tất cả những hình ảnh bạn đang nhìn thấy. Hãy đi sâu hơn và cho phép bản thân mình là một người quan sát. Quay trở về khung cảnh đó, bạn lúc này đang tham gia hoạt động nào? Bạn đang nhìn thấy điều gì? Và nếu bạn thấy có một người khác, hãy quan sát quần áo của họ đang mặc. Họ đang làm gì? Nếu bạn đến đủ gần một người nào đó, hãy quan sát khuôn mặt của họ. Hãy nhìn vào đôi mắt của họ và hãy cảm nhận năng lượng của họ. Trông họ có quen thuộc với bạn theo bất kỳ cách nào không? Bạn có biết họ không? Bạn có nhận ra họ là ai trong kiếp sống này không? Hãy nhớ, bạn là một linh hồn bất tử và bạn biết tất cả những câu trả lời. Hãy thả lỏng và quan sát. Bạn có thể di chuyển thời gian về quá khứ hoặc tương lai, trải nghiệm trong kiếp sống đó để học hỏi hơn nữa. Ngay lúc này đây, tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Bạn sẽ đi đến thời điểm diễn ra một hoặc nhiều sự kiện quan trọng nhất và đặc biệt nhất của kiếp sống đó. Hãy di chuyển đến thời điểm diễn ra một hoặc nhiều sự kiện quan trọng nhất hay đặc biệt nhất của kiếp sống đó. 1, 2, 3. Bạn đang ở đó rồi. Bạn đang ở một thời điểm quan trọng của kiếp sống mà bạn đang trải nghiệm. Điều gì đang diễn ra với bạn? Bạn đang nhìn thấy điều gì ở đây? Bạn đang cảm nhận được bất kỳ điều gì? Có những người khác ở đó không? Nếu có, bạn có nhận ra ai hay biết họ không? Trông họ có quen thuộc với bạn theo bất kỳ cách nào không? Bạn và họ đang làm gì? Hãy khám phá nhiều hơn nữa trong trải nghiệm đó. Hãy nhớ, bạn chỉ cần nhìn vào một trải nghiệm và bạn sẽ biết toàn bộ câu chuyện đằng sau của nó. Và bạn sẽ biết những câu chuyện này
của trải nghiệm đó liên quan gì tới bạn? Bởi bạn biết tất cả. Đừng hoài nghi, mà hãy cho phép tiềm thức của bạn đưa ra tất cả những câu trả lời. Khi bạn nhìn vào những chi tiết đó, hay những chi tiết khác trong kiếp sống này, sẽ giúp bạn hiểu ra và giúp bạn chữa lành những tổn thương mà bạn đang mang tới kiếp sống hiện tại. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, tại sao bạn nhìn thấy những hình ảnh này? Câu trả lời sẽ tới nếu cảm xúc của bạn đang trào ra, hãy cho phép nó tuôn chảy. Hãy giải phóng tất cả những cảm xúc này. Hãy cho phép tất cả những cảm xúc ấy đã chôn vùi lâu ở phía bên trong trái tim của bạn ra bên ngoài. Hãy giải phóng nó và để cho bạn thoải mái hơn. Hãy cho phép nó tuôn chảy. Nhưng nếu bạn không kiểm soát được những cảm xúc này, hãy tách mình ra khỏi khung cảnh và quan sát ở góc nhìn thứ ba như một bộ phim. Bạn thậm chí không cần thiết phải trải qua những cảm xúc đó, bởi những cảm xúc này đã là của quá khứ. Bạn hoàn toàn có thể tách mình ra khỏi những cảm xúc này nếu có quá nhiều cảm xúc trồi lên. Hãy lắng nghe lời của tôi nói và cho phép bản thân mình được tách ra khỏi những điều đó. Bạn hoàn toàn bình thường ngay lúc này. Bạn không cần thiết phải trải qua những cảm xúc đó. Chỉ đơn thuần là nhìn vào những cảm xúc này và hãy xem bài học của bạn ở đây là gì. Đúng vậy, bài học của bạn ở đây là gì? Và nó có liên quan gì tới kiếp sống này hay không? Kiếp sống hiện tại này, nó có ảnh hưởng gì xuyên suốt các kiếp sống hay không? Bạn sẽ nhận được câu trả lời. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đến từ 1 đến 3. Bạn hãy đi đến điểm kết thúc kiếp sống đó. Hãy đi đến khoảnh khắc cuối cùng. Hãy đi đến ngày cuối cùng. Nhưng không có sự đau đớn nào, không có sự khó chịu nào xảy ra với bạn ngay lúc này. Hãy nhớ rằng bạn đã rời khỏi kiếp sống đó, trải nghiệm đó, không đau đớn, không khó chịu. Đây chỉ là một sự học hỏi. Không đau đớn, không khó chịu ở thời điểm cuối cùng. Hãy đi đến điểm kết thúc của cuộc kiếp sống đó. 1, 2, 3. Bạn đang làm gì ở đó? Đừng nghĩ, đừng phân tích, đừng đánh giá, chỉ là trải nghiệm. Điều gì đang xảy ra ở đây ngay lúc này? Có ai đó ở với bạn không? Thường thì sẽ có những người ở trong thời điểm quan trọng như thế này. Người đó là ai? Và liên quan gì tới bạn? Bạn đang thấy được điều gì? Và bây giờ, bạn chỉ cần trôi lơ lửng ra khỏi cảnh đó, khỏi cơ thể đó. Lúc này đây, có lẽ bạn đã có thể nhìn xuống và quan sát cảnh bạn vừa rời khỏi cơ thể vật lý đó. Trong tâm trí bạn, trong một vài giây, hãy để cho mình hiểu về bài học của trải nghiệm đó. Khi linh hồn của bạn vừa thoát ra khỏi cơ thể đó,
bạn hoàn toàn hiểu hết về bài học của kiếp sống, hiểu hết toàn bộ bài học của toàn bộ kiếp sống. Bạn đã học được điều gì từ kiếp sống này? Bài học ở đây dành cho bạn là bài học nào? Những bài học đó kết nối với bạn như thế nào? Và ở kiếp sống hiện tại, sự kết nối giữa hai kiếp sống là gì? Điều này có thể sẽ giúp bạn hiểu được một điều gì đó hay về một người nào đó. Nó có thể trả lời được một vài câu hỏi của bạn. Hãy làm rõ sự kết nối ở đây là gì. Ngay bây giờ hãy tưởng tượng khi bạn đang trôi nổi trong không gian xinh đẹp này, và giờ bạn cảm thấy thật tự do và nhẹ nhàng. Bạn rời khỏi cơ thể đó vào ngay thời điểm đó. Thật tự do, thật yên bình và thật nhẹ nhàng. Bạn hiểu ngay lập tức được bài học của trải nghiệm đó và của sự kết nối đó. Rất tốt. Vậy chúng ta hãy trôi đi khỏi khung cảnh đó. Trôi đi, trôi đi. Và trôi đến một trải nghiệm quan trọng, một ngày phù hợp nhất với bạn mà có liên quan tới bạn nhiều nhất trong kiếp sống này. Khung cảnh bạn đang và đã nhìn thấy đang mờ dần, mờ dần, và bạn lại trôi nổi bồng bềnh, bồng bềnh. Khi tôi đếm từ 3 về 1, bạn sẽ xuất hiện ở một kiếp sống khác mà bạn cần tới, đúng nơi và đúng thời điểm. 3, 2, 1. Ở kiếp sống này, bạn là ai? Hãy nhìn vào khung cảnh đang xuất hiện. Bạn đang làm gì ở đây? Hãy tìm hiểu toàn bộ khung cảnh đó. Có những người nào đang xuất hiện xung quanh bạn? Hãy dành thời gian để khám phá ra tại sao bạn lại tới kiếp sống này. Tôi sẽ đếm lùi từ 3 về 1. Và khi tôi đếm đến 1, bạn sẽ ngay lập tức xuất hiện ở một ngày tuyệt vời nhất kiếp sống này. 3 2 1 Đây là ngày tuyệt vời nhất trong kiếp sống đó. Bạn vẫn đang quan sát. Hãy chú ý đến cảm giác của bạn. Cảm xúc nội tâm của bạn ra sao trong ngày tuyệt vời như thế này? Bạn hãy tiếp tục quan sát. Điều gì khiến ngày này tuyệt vời đến thế? Chuyện gì đã xảy ra? Trái tim của bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đang có hành động như thế nào? Giọng nói của bạn lúc đó ra sao? Và đó là ngày nào? Điều gì đã khiến ngày đó thật tuyệt vời như vậy? Bạn đang ở khu vực nào? Đang ở một mình hay cùng với ai khác? Bạn có đang làm gì hay không? Hay chỉ đứng đó? Hãy tận hưởng trọn vẹn kiếp sống này. Hãy tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc và vui sướng này. Đúng vậy, cảm giác này tràn ngập trong con người của bạn. Hãy lưu giữ khoảnh khắc này cho tới hiện tại.
Và trong khi tôi đếm lùi từ 3 về 1 và búng tay, tôi muốn bạn đi đến một cảnh tại kiếp sống đó, là thời điểm thể hiện rõ nhất những điều bạn đang cần giải tỏa, là thời điểm liên quan tới những câu hỏi mà bạn muốn trả lời, giải quyết những khúc mắc trong cuộc đời của bạn. 3 2 1. Bạn đang ở với một người có mối quan hệ quan trọng nhất ở kiếp sống đó. Bạn đang làm gì cùng họ? Hai bạn đang ở nơi nào? Mối quan hệ của bạn với người đó là gì? Mối quan hệ trong kiếp sống đó là gì? Người đó rất quan trọng với bạn. Cảm giác của bạn thế nào khi ở bên cạnh người đó? Người này có gợi nhớ bạn với bất kỳ ai ở kiếp sống hiện tại hay không? Hãy nhìn vào hình dáng, cử chỉ, hay hãy cảm nhận năng lượng của họ. Những đặc điểm ấy sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Bạn sẽ nhận ra rất rõ ràng người này là ai. Khung cảnh này có ý nghĩa nào như thế bạn với bạn? Nó có mang ý nghĩa hay bài học gì không? Điều này ảnh hưởng ra sao tới bạn trong kiếp sống hiện tại? Rồi, rất tốt, bạn đã hoàn toàn biết được ý nghĩa và bài học của khung cảnh này. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục đến từ 3 về 1, và tôi sẽ đưa bạn tới một kiếp sống mà có ảnh hưởng lớn nhất tới kiếp sống hiện tại. Hãy nhớ, kiếp sống này có ảnh hưởng lớn nhất tới kiếp sống hiện tại. Một hoàn cảnh khó khăn hay bất kỳ điều gì mà kiếp sống đó đã mang lại đã khiến cho dấu ấn của nó lưu lại tới kiếp sống hiện tại của bạn. Hãy chuẩn bị. 3 2 1. Bây giờ bạn đang ở vào thời khắc khó khăn nhất của kiếp sống đó. Hãy quan sát xem bạn đang ở đâu và bạn đang ở cùng với ai. Điều gì khiến ngày đó trở nên khó khăn đến thế? Có khó khăn gì trong ngày đó mà bạn mang theo đến kiếp sống hiện tại này hay không? Bạn có nhận ra bất kỳ thói quen nào mà bạn đã tạo ra ở kiếp sống đó, và bạn tiếp tục lặp lại tới kiếp sống hiện tại hay không? Bạn nhận ra những thói quen đó đã bị lặp lại bởi nó đã in quá sâu vào trong tiềm thức của bạn. Lúc này, bạn hoàn toàn hiểu ra nỗi sợ hãi của hiện tại, hay những thói quen, hành vi mà bạn không muốn có, nhưng không hiểu lý do tại sao. Tất cả chỉ đơn thuần là do ảnh hưởng của quá khứ. Hãy để những gì thuộc về quá khứ ở nguyên tại chỗ. Khi bạn đã hiểu ra thì bạn không còn bị ràng buộc với nó nữa. Bạn đã hoàn toàn được tự do khỏi điều ấy. Đúng vậy. Bạn hoàn toàn được tự do và được giải phóng khỏi những sự mệt mỏi, khỏi những nỗi lo lắng. Bạn được hoàn toàn giải phóng khỏi những hành vi, những thói quen hay những nỗi sợ hãi vô cớ trong kiếp sống hiện tại. Lúc này, tôi lại tiếp tục đếm từ 3 về 1, và bạn sẽ xuất hiện ở thời điểm ngay sau khi khoảnh khắc cuối cùng bạn sống ở kiếp sống mà bạn đang trải nghiệm.
khoảnh khắc mà linh hồn bạn vừa rời khỏi thân xác. Hãy nhớ, tất cả chỉ là trải nghiệm, không có đau đớn và cũng không có sự khó chịu nào. Hãy xuất hiện ở thời điểm ngay sau khi khoảnh khắc bạn sống ở kiếp sống mà bạn đang trải nghiệm. 3, 2, 1. Bạn đang trôi bồng bềnh ở phía trên và nhìn xuống thân xác vừa lìa bỏ. Bạn hoàn toàn hiểu được toàn bộ kiếp sống này đã mang lại cho bạn bài học gì. Bài học đó như thế nào? Bạn hiểu được toàn bộ bài học đó. Và dù nó có đau đớn, dù có đau khổ, khó khăn tới đâu, bạn cũng biết rằng nó chỉ là một bài học không hơn không kém. Nó chỉ là một trải nghiệm để bạn tiếp tục tiến hóa trên con đường tâm linh này. Khi bạn đã nhận ra bài học, nó sẽ không ảnh hưởng tới bạn nữa. Và chính vì điều này, những bài học này sẽ không còn lặp lại ở trong kiếp sống hiện tại. Khi bạn hiểu ra tất cả mọi thứ đều là trải nghiệm, thì bạn đã hoàn toàn được giải phóng và tự do. Lúc này, hãy ở nguyên ở đó và di chuyển tới ngôi đền chữa lành. Ngôi đền này là ngôi đền chữa lành của riêng bạn. Hãy từ đó, sau khi tôi đếm tới 1, 3, 2, 1, bạn đang ở ngôi đền chữa lành. Ngôi đền ấy trông như thế nào? Hãy mô tả và cảm nhận toàn bộ khung cảnh xung quanh bạn. Hãy cảm nhận sự ấm áp và bình an mà nơi đây mang lại. Bạn biết rằng bạn sẽ hoàn toàn được chữa lành và gặp người thầy tâm linh của bạn ở đây. Tuy nhiên, hãy dành một chút thời gian và hãy gọi linh hồn của tôi tới. Hãy gọi linh hồn của Hoàng Minh tới. Hình ảnh của tôi hiện lên trông như thế nào? Tôi là ai? Là một người hay chỉ là một dạng năng lượng? Tôi có mối quan hệ như thế nào với bạn? Tôi có xuất hiện trong bất kỳ kiếp sống nào của bạn hay không? Và nếu xuất hiện, chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu kiếp rồi? Bài học của chúng ta là gì? Tôi ở đây có thể giúp đỡ được bạn bất kỳ điều gì hay không? Hãy để cho tôi gửi năng lượng yêu thương tới bạn. Nếu tôi có gây bất kỳ sự tổn thương nào tới bạn trong cuộc sống này hay trong bất kỳ cuộc sống nào, hãy tha thứ cho tôi. Nếu bạn có gây bất kỳ điều không hay nào tới tôi trong cuộc sống này, trong bất kỳ cuộc sống nào và bằng mọi cách, tôi tha thứ cho bạn. Bởi tôi và bạn là một. Tôi và bạn cùng nhau hỗ trợ trên con đường tâm linh, con đường chữa lành của bản thân này. Lúc này, hãy đón nhận năng lượng chữa lành ấm áp từ tôi. Năng lượng này xuất phát từ đôi bàn tay của tôi bao bọc bạn. Năng lượng này màu gì? Bạn cảm nhận như thế nào? Hãy cảm nhận một chút và cho phép linh hồn của mình được năng lượng của tôi lấp toàn bộ vào những nỗi tổn thương, những sự khó khăn mà bạn đã có trong vô lượng kiếp. Xin cảm ơn bạn. Lúc này, hãy để linh hồn của tôi rời đi và hãy gọi người thầy tâm linh của bạn tới.
hãy tự kêu gọi người thầy tâm linh của bạn xuất hiện. Chỉ đơn giản là hãy kêu gọi người thầy tâm linh của bạn xuất hiện, họ chắc chắn sẽ xuất hiện. Đó có thể là một hay nhiều người. Họ có thể xuất hiện cùng một lúc, hoặc không xuất hiện bởi trước vài thời điểm thích hợp. Tuy nhiên đừng lo lắng, có thể chỉ sau một vài bài dẫn, bạn lắng nghe, lặp lại bài thiền này hoặc bài thôi miên này vài lần. Khi bạn đủ năng lượng, họ sẽ xuất hiện. Nếu lúc này họ xuất hiện, hãy xem rằng có bao nhiêu người. Họ là ai? Họ trông như thế nào? Hãy tự ngắm nhìn và cảm nhận bầu năng lượng tràn ngập tình yêu thương vô điều kiện đang tỏa ra khắp không gian mà bạn đang ở. Năng lượng này bạn cảm thấy rất rõ rệt và chạy toàn bộ trong cơ thể của bạn cũng như trong linh hồn của bạn. Sự bình an và ấm áp này bạn cảm nhận chạm tới sâu thẳm bên trong bạn. Sâu thẳm bên trong bạn. Hãy cho phép năng lượng này ôm ấp bạn, chữa lành cho bạn và giải phóng tất cả những năng lượng tiêu cực đang đeo bám tới bạn. Hãy xin người thầy tâm linh của bạn những lời khuyên. Hãy hỏi người thầy tâm linh của bạn điều gì bạn cần nhất trên cuộc hành trình này, trên cuộc hành trình tâm linh của chính bạn. Bất kỳ lời khuyên nào cũng là đúng thời điểm và chính xác. Hãy đón nhận tất cả những câu trả lời đến với bạn ngay trong đầu lúc này. Và thâu sâu thẳm bên trong bạn, bạn biết rằng đó chính là điều dành cho bạn. Bởi câu hỏi luôn tới ngay sau khi bạn phát tâm hỏi. Các vị thầy tâm linh luôn ở đó, và nhờ duyên của tôi hỗ trợ cho bạn, bạn đã chạm tới được những người thầy ấy. Bạn luôn khao khát được biết những người này muốn nói gì với bạn, họ muốn giúp đỡ gì cho bạn. Nhưng ý thức của bạn luôn luôn che giấu đi những điều đó. Tuy vậy, bây giờ bạn biết được rằng bạn luôn luôn được bảo vệ. Bạn không hề đơn độc trên cuộc hành trình này. Hãy cho mình một chút thời gian để hoàn tất cuộc trò chuyện của bạn. Rất tuyệt vời. Lúc này, hãy xin ánh sáng chữa lành từ người thầy tâm linh của bạn. Ánh sáng này chiếu tới đâu cũng tỏa sáng và soi rọi toàn bộ nơi bạn đang đứng. Ánh sáng này cũng soi rọi hết tất cả những vong linh đang bám chấp và đi theo bạn. Những vong linh này có thể là những mối duyên nghiệp của bạn, hoặc những vong linh phù hợp với năng lượng của bạn và đi theo mong muốn siêu thoát. Ánh sáng này cũng đang soi sáng những thực thể bóng tối đang núp và điều khiển bạn, khiến bạn đi lầm đường lạc lối, khiến bạn rời xa hơn khỏi con đường tâm linh của bạn. Ánh sáng này giải phóng toàn bộ những vong linh đang cần siêu thoát và giúp những thực thể bóng tối kia đi về cõi sáng. Bạn hãy xin và nguyện tất cả những vị thầy tâm linh của bạn, người thầy tâm linh của tôi, hay bất kỳ một vị thầy nào, một người giác ngộ nào, hay hãy xin ánh sáng của nguồn giải phóng những người bạn này.
Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giải phóng những người bạn này, hãy xin thêm nhiều năng lượng từ các vị thầy khác cao hơn. Bởi vì đây là điều bạn cần phải làm. Tôi xin gửi một chút năng lượng để hỗ trợ cho bạn lúc này. Hãy đón nhận năng lượng của tôi và năng lượng của các vị thầy. Những năng lượng và ánh sáng này hòa quyện vào nhau và đẩy lùi tất cả những bóng tối, và giúp cho tất cả những vong linh, những thực thể bóng tối trở về cõi sáng và tiếp tục cuộc hành trình của họ. Lúc này đây, bạn cảm thấy thật tuyệt vời và thật nhẹ nhàng và thật thư giãn. Bạn thấy mình là ánh sáng vĩnh hằng và thuần khiết. Bạn thấy mình là một thực thể tâm linh đầy kỳ diệu và lớn lao. Khi tất cả mọi thứ đã xong, bạn có nhận được bất kỳ thông điệp nào dành cho bạn và dành cho tôi hay không? Hãy ghi nhớ những trải nghiệm này, những thông điệp này. Và nếu có thông điệp nào dành cho tôi, hãy nói cho tôi biết. Rất tốt. Lúc này đây, hãy xin cảm ơn người thầy tâm linh của bạn và tất cả các vị thầy tâm linh, tất cả những thực thể tâm linh đang giúp đỡ và hỗ trợ bạn trong ngôi đền chữa lành này. Hãy cảm ơn vì sự dẫn dắt, và hãy cảm ơn vì tấm lòng yêu thương từ bi vô điều kiện đã giúp cho bạn chữa lành những điều mà bạn luôn luôn ôm ấp trong lòng. Hãy cảm ơn họ, hãy cảm ơn đấng siêu nhiên, và cảm ơn chính bạn, bởi vì bạn đã được dẫn dắt tới nghe bài thôi miên này. Một lúc nào đó, nếu có cơ hội, tôi sẽ dẫn bạn đi sâu hơn vào trong trạng thái này, để bạn được chữa lành hoàn toàn và được nhận những thông điệp cao hơn trong cuộc hành trình của bạn. Hãy chào tạm biệt người thầy tâm linh của bạn, và hãy tạo ra một lời hứa, một lời nhắc, để bất kỳ khi nào bạn cần những lời nhắc nhở, những lời thông điệp từ các vị thầy cao hơn hay chính bạn ở một phiên bản tốt nhất, ở một phiên bản cao hơn trong các chiều kích, bạn chỉ cần phát nguyện, tác ý thì câu hỏi sẽ đến và câu trả lời đi đến cùng lúc. Câu trả lời sẽ giải quyết và giúp cho bạn hiểu được toàn bộ những gì bạn cần làm. Chỉ đơn thuần là hãy ngồi tĩnh lặng và đón nhận những thông điệp. Và ngay đây thôi, sẽ đến lúc chúng ta trở lại với sự tỉnh táo hoàn toàn, nhưng bạn sẽ vẫn nhớ tất cả mọi thứ, tất cả những trải nghiệm. Hãy bạn nhớ toàn bộ những điều đã xảy ra ở bên kia cánh cổng, ở bên kia cánh cửa của ánh sáng. Bạn nhớ tất cả những thông điệp của sự hiểu biết và kiến thức. Điều quan trọng nhất là bạn biết rằng bạn là một thực thể tâm linh thiêng liêng, linh thiêng tràn ngập ánh sáng. Bạn biết được rằng bạn là một với tất cả. Và bạn biết được rằng bạn là người tạo ra và trải nghiệm toàn bộ những gì mà bạn đang có trong kiếp sống này. Bây giờ, hãy nói lời tạm biệt với những người bạn tâm linh của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng họ luôn luôn bên bạn. Họ luôn ở đây, cho dù bạn không biết điều đó, thì họ sẽ vẫn luôn ở đây. Bạn luôn luôn được yêu thương và che chở,
dẫn dắt. Bạn không bao giờ cô đơn, cho dù bạn có ngồi một mình ở bất kỳ đâu. Cơ thể của bạn đong đầy năng lượng bình an và tuyệt diệu, thật nhẹ nhàng và thật kỳ diệu. Và bây giờ hãy đưa ý thức của bạn trở về cơ thể, trở về căn phòng hoặc ngôi nhà của bạn, hoặc bất kỳ đâu mà bạn đang nằm hoặc ngồi. Bạn sẽ hoàn toàn trở về với cơ thể của mình, hoàn toàn trở về với cơ thể của mình mà không có bất kỳ sự bám chấp hay dính mắc vào trong những kiếp sống mà bạn đã trải qua. Bạn trở về rất an toàn và không có bất kỳ sự nguy hiểm nào. Tôi sẽ đưa bạn trở về với trạng thái hoàn toàn ý thức và hoàn toàn kiểm soát được cơ thể, tâm trí của mình. Bạn sẽ hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Khi tôi đếm ngược từ 10 về 1, với mỗi số đếm, bạn sẽ càng trở nên tỉnh táo và sáng suốt hơn. Khi tôi đếm đến 10, bạn hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt. Bạn hoàn toàn kiểm soát được cơ thể và tâm trí của bạn. Bạn cảm thấy tuyệt vời, đong đầy năng lượng nhẹ nhàng và tuyệt vời này, và nhớ rõ tất cả mọi thứ mà bạn vừa trải nghiệm trước đó. 1 2 3. Ngay bây giờ hãy đưa tâm trí của bạn quay trở về căn phòng. 4 5 6. Bạn càng ngày bạn càng tỉnh táo hơn và sáng suốt hơn. Cảm thấy thật tuyệt vời, bạn đã có thể nhúc nhích cơ bắp trên cơ thể mình. 7 8 9 10. Tốt rồi, hãy mở mắt ra và cử động cơ thể nếu bạn muốn và trở lại. Bạn hoàn toàn khỏe mạnh, bình an, thoải mái và tuyệt vời. Xin cảm ơn bạn đã hoàn thành trải nghiệm của mình. Bài dẫn thiền khoảng 40-50 phút. Nếu bạn cảm thấy ngắn hơn mình nghĩ thì đó là do bạn đang ở trong trạng thái không nhận thức được thời gian khi ở trạng thái sâu như vậy. Bạn